Xin chào anh em, lại ở Tuấn này. Hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái mảnh đất nhà sàn. Bây giờ mình sẽ review cho anh em cái mảnh đất ở nhà sàn ở sát đường Hạ Bằng, thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội nhá. Thì đó là cái mảnh đất kia, có nhà sàn kia. Và xung quanh bốn bề đó được xây hàng rào lên rất là kín, và các cái phòng con xung quanh trước người ta có kinh doanh karaoke và đó kinh doanh karaoke và kinh doanh tại nhà sàn để làm điểm ăn uống, tổ chức ăn uống hoặc là kinh doanh ăn uống cũng được. Xung quanh đều đồng lúa nhá, xung quanh đều đồng lúa lên cái việc không khí rất là mát, đặc biệt không khí rất là mát, rất là thoáng đãng này. Đây đường vào hai ô tô tránh nhau thoải mái. Thì đây cái mảnh đất đây, cổng vào đây rất là mát, rất là đẹp. Thì cái mảnh đất này là hơn 500 mét, và có là toàn bộ đất trồng cây lâu năm và được quy hoạch. Chắc mình cho anh em xem quy hoạch nhé. Và xung quanh đây, xung quanh đều đồng lúa hết. Đây, đồng lúa hết. Đấy. Thì đây, đều đồng lúa hết. Đây, đây ngôi nhà đây. Và có các cái phòng biệt lập đây, có cả vườn này. Và bên kia đấy, nhà sàn này, sàn kiểu cổ. Anh em thấy không? Đấy. Ở xung quanh đây. Nó rơi vào khoảng tầm hơn 20 mét. Hơn 20 mét là mặt tiền bán đường cổng vào đây. Thì đây. Và có vườn cây hết rồi, và cây được trồng rất đẹp, rất là mát. Mảnh đất này hơn 500, và mặt này hướng nam. Gió sẽ thổi vào nhà. Rất là mát. Đây mặt này cũng là cánh đồng này. Bây giờ tôi sẽ đi xung quanh mảnh đất nhé. Thì chủ ở đây họ, mình thấy ở đây không khí rất thoáng mát, vì nó view cánh đồng xung quanh. Mặt trước bám đường khu dân cư, mặt sau là view cánh đồng rất là đẹp. Đây rất là mát đây. Mình thấy không khí quá thoáng mát luôn. Mình đây đi mát buổi trưa mà những ngày mà mát đấy. Đây ngôi nhà đây. Và có nhà vệ sinh đầy đủ hết. Và phòng người ta trước kinh doanh karaoke ấy, bây giờ các cái phòng họ đã xây lên rồi. Đây đằng sau đây, ba bề đều là cái cánh đồng hết. Đấy, bên cạnh này cũng có một cái khu đất, bên cạnh cũng có khu đất là người ta cũng ngăn lên rồi. Thì để chốc mình xem anh em, giới thiệu anh em xem khu này là có được lên thổ cư không, còn không cứ để nguyên ngày người ta xây sẵn ngày rồi thì rất là ok rồi. Còn sau này anh em có thể xây lên 2 tầng được mà. Nói chung là mình tìm cách nhào thôi. Đây vì cánh đồng rất là mát đấy. Thì bên cạnh là các cái khu đất đây. Đấy. Đối diện nhà dân. Thì mình cũng vừa hỏi đây chủ nhà này, người ta cần xây nhà thì người ta lấy tiền để xây nhà, người ta bán đi. Nên anh chị ở đây. Đường cách đường lớn Hạ Bằng, đường bê tông 5 mét, cách đường lớn khoảng tầm 50 mét. Đấy, xung quanh đây rất là đông rồi. Và chắc tôi sẽ bay flycam cho anh em rõ hơn nhé, cho tường minh hơn. Đấy, cho anh em rõ hơn. Bây giờ tôi sẽ bay flycam cho anh em xem nhé. Đấy. Thông tin toàn bộ ở dưới cái video rồi nhé. Thông tin về mảnh đất và chỗ đỏ nữa. Thì cái việc này có thể lên mơ, mảnh đất này có thể mua lên thổ cư này, hoặc là mua thổ cư hoặc để nguyên như vậy, không cần phải mua lên nữa. Thì vì các có sẵn nhà thì chả phải ngại, chả phải xây mới, chúng ta không phải ngại ra về đây làm biệt phủ cũng được. Vâng, cái hình ảnh của cái mảnh đất đấy, đây bám đường bê tông 5 mét, từ bên phải là đường bê tông thạch bàn nhé. Nó như một ốc đảo, nằm ba phía là các cái cánh đồng đấy, ba phía cánh đồng luôn, rất mát. Bên trái là hướng nam, gió thổi vào rất là mát, và có một nhà sàn ở giữa, và xung quanh đều được xây dựng các cái phòng nhỏ để trước họ kinh doanh karaoke. Thì bây giờ họ không kinh doanh, họ muốn bán đi. Thì cái mảnh đất này là tất cả đều đất trồng cây lâu năm và được quy hoạch lên đất thổ cư. Nếu anh em muốn mua thổ cư thì có thể thêm tiền vào mua để mua lên, và có thể đàm phán được cái việc đấy. Tổng diện tích là 482 mét, tôi xem lại sổ, 482 mét, và rộng là 25 mét.
và đây xung quanh này đều có điều hòa nhất này. Khi chủ ra đi là người ta sẽ để toàn bộ các cái nội thất cho mình. Đấy, rất là mát, tôi luôn đứng ở đây rất là mát, ở view xung quanh là cánh đồng, đất là hiện trạng trồng cây ô năm. Đấy, và ở đây rất gần các cái trường trạm cũng như là ủy ban xã. Và ở đây cách về Hà Nội khoảng tầm hơn 10 cây, cách về cách Mixi khoảng hơn 10 cây. Và đây được xây dựng, chủ xây dựng nhà sàn rất là đẹp, và chúng ta về có thể kinh doanh ngay. Chúng ta có thể kinh doanh ví dụ nhà hàng đặt ở đây cũng được, hoặc là điểm karaoke ở đây cũng được. Dân ở đây rất là lành tính, và tôi đã hỏi thăm dân đấy, người dân xung quanh rất là lành tính, và tôi đã hỏi thăm về cái vị trí của cái lô đất này thì họ đảm bảo rất là ok. Và trong đất tôi hỏi có tranh chấp gì không, và cái thứ có vấn đề gì về đất ở đây có lành tính không, thì họ bảo rất là ok. Những người già ở đây tầm họ khoảng tầm 89 tuổi, tôi hỏi thăm họ và rất là ok. Đấy, xung quanh bốn bề đều là ấy, và phía đối diện kia là đường Bàn Thạch đấy, và đi thẳng đấy theo thường ô tô vừa rồi là sẽ đi ra đường Láng Hòa Lạc đấy. Còn đây là đi trong khu vực làng, xung quanh này đây là cũng có một cái nhà hàng đấy. Và đây là đường thông hai ngõ nhá, đường còn lại thông ra một cái lối Bàn Thạch. Cái vị trí cái lô đất này tôi sẽ gửi ở dưới cái video của đường video này nhá. Đấy, xung quanh toàn là cánh đồng nên nó rất là mát. Cánh đồng đối diện là nhà dân ở đấy, xung quanh là nhà dân ở, nhưng mà nó là kiểu như một ốc đảo biệt lập giữa cánh đồng đấy. Đấy, anh em thấy không, đấy, quanh là nhà dân rất là đẹp đấy, và có rất đông nhà dân, nhiều nhà dân ở đây. Và cái đường Bàn Thạch ở bên ngoài cũng rất là rộng, đường đấy đường 15m rất là rộng. Đây chiếu view trên cao không, đây vừa trên cao xuống đấy. Và các sông ngòi kìa, đường xá rất là nhiều. Anh em muốn quan tâm thì hãy liên hệ mình để mình được hỗ trợ cho anh em có những mảnh đất này. Mình rất là kết cái mảnh đất này. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Tuấn YouTube. Hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Vâng.